xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video vlog về chia sẻ về cuộc sống cho các bạn xem ha. Còn cái vấn đề mà là video hamster thì hiện tại mình đang gọi là sưu tầm những cái câu hỏi mà các bạn thường hay hỏi của mình ở dưới cái phần bình luận kênh YouTube này á, thì mình đang sưu tầm lại và ngày mai thì mình sẽ có một cái video giải đáp hết tất cả cái câu hỏi của bạn ở dưới cái phần bình luận mà các bạn ở dưới phần bình luận mỗi cái video á, thì mình sẽ tổng hợp lại và giải đáp cho các bạn trong một cái video luôn ha. Rồi và hôm nay thì mình muốn nói về cái vấn đề là tham gia network. Đấy, network thì hôm trước mình có gọi là đăng một cái bài viết trên các cộng đồng thì mình được bên công ty Coloman, chú Coloman đó, thì bên cái công ty đó thì có gợi ý cho mình là vào tham gia vào cái network của chú Coloman để mà cùng nhau hợp tác phát triển được các thứ các kiểu. Thì mình có đăng một cái bài viết trên cái tách cộng đồng thì mình hỏi các bạn rằng là có mình có nên tham gia vào cái network đó hay là không. Thì có bạn gọi là nói rằng là nên tham gia, có bạn nói thì đó là một cái cơ hội để mà kênh của mình nó có thể phát triển nhiều hơn. Có bạn thì cũng nói là không nên tham gia, có bạn thì lại nói là nó lừa gạt các thứ các kiểu. Thì theo mình thấy thì lừa gạt thì nó không đến nỗi là lừa gạt đó nha các bạn. Tại vì cái công ty thì Điền Quân rồi đâu, hoặc là công ty của chú Coloman đâu, thì nói chung là rất là uy tín rồi và rất là nhiều kênh YouTube người ta đã tham gia rồi đó. Còn nói vấn đề mà lừa gạt thì chắc chắn là không có nha các bạn. Rồi và mỗi cái bình luận góp ý trong cái bài viết đó thì mỗi cái thì nó sẽ có một cái hay riêng, và cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình. Và bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái network là cái gì, dành cho các bạn nào mà chưa hiểu rõ thì các bạn có thể hiểu rõ hơn và mình sẽ vào nói chi tiết hơn nha. Thì nói chung là cái network là các bạn có thể hiểu nôm na đó là một cái công ty, mà trong cái công ty đó thì có rất là nhiều kênh YouTube ở trong đó và cùng nhau hợp tác và phát triển. Đấy, thì khi mà các bạn vào network đó, thì các bạn sẽ có những cái quyền lợi, những cái lợi ích mà bên phía công ty đó cung cấp cho bạn. Về phía công ty đó, thì người ta cũng nhận được những cái quyền lợi của bạn, giống ví dụ như là tiền doanh thu YouTube của bạn mỗi tháng thì các bạn phải chia phần trăm cho cái công ty đó. Thì các bạn có thể hiểu là nôm na như vậy ha. Rồi với cái vấn đề là mình có tham gia network hay là không, thì nói chung là cái thời điểm hiện tại và với cái lượt sub hiện tại của mình thì mình sẽ không, quyết định là mình sẽ không tham gia network nha các bạn. Chắc chắn là có khá là nhiều bạn sẽ nói thằng này bỏ qua một cơ hội mà rất là nhiều người làm YouTube khác muốn. Thậm chí là có nhiều người người ta muốn vào network, người ta tìm mọi cách để mà đăng ký rồi các thứ các kiểu để mà network. Còn mình thì được bên công ty chú Coloman hỗ trợ gợi ý, gửi tin nhắn gợi ý cho thì mình không vào. Thì sẽ có rất là nhiều bạn nói mình là uổng hay là sao đó. Và trở lại với việc là mình có tham gia network hay là không, thì đối với hiện tại và cái lượt sub của kênh YouTube của mình hiện tại thì mình sẽ quyết định là mình sẽ không tham gia network nha các bạn. Bởi vì những cái lý do sau. Thứ nhất là cái kênh YouTube của mình á, là cái lượt sub nó còn nhỏ, dẫn đến cái việc là cái doanh thu nó còn rất là nhỏ. Mỗi tháng thì nó cỡ khoảng đâu đó là 40 mấy đô thôi, rất là ít luôn. Vì thế là khi mà vào network thì mình phải ăn chia đồ với người ta thì tính ra là mình không còn gì hết. Đấy. Còn cái thứ hai là mình, kênh YouTube của mình đã bật được kiếm tiền và mình đã lấy được tiền từ bên ông Google. Trước mình có làm một cái video về việc là lấy tiền ở trên YouTube á, thì các bạn có thể xem lại cái video của mình, thì mình đã nhận được tiền. Và cái thứ ba là mình đã nhận được cái mã pin. Hồi nãy mình nói nhầm, mình phải nói là cái mã pin trước mới đúng, là mình đã nhận được cái mã pin từ bên Google người ta gửi về. Thì thường á, mà theo mình thấy mà những kênh YouTube khác, những người ta làm YouTube khác mà người ta vào net á, là chủ yếu là người ta thứ nhất là không lấy được cái mã pin, các bạn, chứ không phải là không bật được kiếm tiền nha. Không lấy được cái mã pin là cái kênh YouTube của ta đã bật được kiếm tiền rồi, nhưng mà cái mã pin ở bên Google nó gửi về nó bị thất lạc, sau đó dẫn đến việc là người ta không lấy được cái mã pin. Không lấy được cái mã pin thì dẫn đến là không rút được tiền từ bên Google AdSense, và người ta phải bắt buộc là qua trung gian là tham gia vào những cái network để mà những cái network đó trả tiền cho người làm, người sáng tạo video vào mỗi tháng. Còn đối với mình thì mình đã nhận được cái mã pin rồi. Đây, mình đã cho các bạn xem mấy lần rồi, mình tới 2 cái rồi. Mình thì khá là may mắn là mình đã nhận được đầy đủ 2 cái mã pin, một trong 2 cái tài khoản của mình. Thì mình đã nhận được cái mã pin rồi và mình sẽ nhận được tiền luôn rồi. Vì thế là hiện tại thì mình sẽ không cần thiết vào cái network.
làm chi. Đấy, và cái tiếp theo nữa chính là về cái nội dung mà mình làm hiện tại là mình làm về hamster, mình làm về thú cưng. Mình sẽ không có gọi là sử dụng nhạc nhiều. Thì mình thường là mình sử dụng những cái nhạc mà ở những kênh YouTube mà người ta cho sử dụng lại. Là cái thứ nhất, là cái thứ hai là mình sử dụng nhạc ở trong YouTube luôn. Đấy, ở trong cái kho nhạc của YouTube luôn. Vì thế là không có dính bản quyền. Vì thế là mình cũng khá là an tâm. Còn đối với những kênh nào mà người ta làm về nhạc hoặc là cover hay là hát lại những cái bài nhạc khác á, thì người ta sẽ vào net để mà được net nó bảo vệ, nó bảo kê để mà không lo bị tắt quảng cáo hoặc là chết kênh. Còn đối mình á, thì mình làm toàn là những cái nhạc mà mình không có bản quyền thôi. Vì thế là mình cũng không sợ về cái phần có bản quyền đến chân nhiều lắm. Rồi, và đó là những cái nguyên nhân mà khiến cho mình quyết định là trong thời điểm hiện tại thì mình sẽ không vào network nha các bạn. Thì trong cái thời gian sắp tới thì không biết như thế nào, có thể là mình suy nghĩ lại và mình sẽ vào net để mà cùng hợp tác với network và các thứ các kiểu để mà phát triển kênh thêm, hay là sau đó thì cái đó là chuyện tương lai, có gì mình sẽ làm video chia sẻ thông báo cho các bạn sau nha. Rồi, và sáng tiện thì mình sẽ gọi là nói về những cái quyền lợi mà khi mà các bạn vào network đó, bất kỳ cái network nào. Thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì có G1 hoặc là Điền Quân Network, hoặc là công ty của chú Coloman, gặp riêng Coloman Network hoặc là Coloman Entertainment gì đó. Cái network của chú Coloman á là một cái network gọi là dành cho những kênh YouTube gọi là nhỏ. Đấy, theo mình biết là vậy, dành cho những kênh YouTube nhỏ thì có thể vào đó để mà tham gia cùng với chú Coloman. Thì còn cái Điền Quân Network là cũng thuộc quyền quản lý của chú Coloman luôn, nhưng mà cái Điền Quân á thì nó sẽ lớn hơn, dành cho những kênh YouTube mà nó có lượt sub lớn hơn đó. Thì các bạn có thể lựa chọn hai cái network này để mà tham gia. Rồi, và bây giờ mình sẽ nói về những cái quyền lợi mà khi mà các bạn vào net, cũng như là việc là ăn chia phần trăm đồ giữa bạn với lại network đó thì nó sẽ như thế nào. Thì hôm qua thì cái anh nhân viên ở bên công ty của chú Coloman thì có alo để mà tư vấn cho mình những cái quyền lợi mà khi mình vào net. Thì cái thứ nhất là khi mà các bạn vào net thì bạn sẽ được network bảo vệ. Bảo vệ ở đây có nghĩa là nếu như mà các bạn có vấn đề gì về kênh thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với net, và net nó sẽ liên hệ với bên ông YouTube và sẽ hỗ trợ các bạn, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ nhanh hơn. Cái thứ hai nữa thì các bạn sẽ được một cái kho nhạc miễn phí và không bị bản quyền do bên network nó cung cấp cho các bạn. Thì cái nhạc này thì các bạn có thể sử dụng để mà chèn vào những cái video của bạn thì nó sẽ không có bị bản quyền nha. Khi mà các bạn ra tham gia rồi các bạn rời khỏi network á, thì có thể là hình như là cái nhạc đó nó vẫn bị bản quyền lại hay là sau đó, thì cái này mình không rành lắm. Rồi, và cái tiếp theo nữa là khi mà các bạn vào net thì các bạn sẽ được gọi là chia sẻ trên các hội đồ các thứ các kiểu gì đó, nhằm PR cho cái kênh của bạn nó được nhiều người biết đến hơn. Và một cái quan trọng nữa là đối với những kênh YouTube của bạn nào mà đã bật kiếm tiền rồi mà chưa nhận được cái mã pin, đây cái mã pin này nha, đây cái mã pin ở bên Google người ta gửi cho các bạn đấy, thì các bạn có thể tham gia vào network và network nó sẽ đại diện trả lương cho các bạn hàng tháng là bao nhiêu, hình như là $5-6 nó cũng trả nha. Còn đối với mà các bạn chơi bên Google này á, thì khoảng $100 bên Google nó mới thanh toán cho các bạn nha. Còn bên network á, thì mỗi tháng mà hình như các bạn có khoảng $5 trong tài khoản thôi thì nó vẫn chuyển tiền vào cái thẻ ngân hàng cho các bạn, thì cái đó thì nó sẽ tiện lợi hơn đó, nó sẽ không có rườm rà bằng cái việc các bạn hợp tác trực tiếp với Google luôn. Và cái tiếp theo là về bên net nó hỗ trợ các thiết bị quay rồi đó. Thì hôm qua mình có hỏi về cái vấn đề này, nhưng mà cái anh đó nói rằng là dạng như là mình ở xa quá, xa thành phố quá hay là sau đó thì bên ảnh không có hỗ trợ. Đấy, không có hỗ trợ về cái phần thiết bị quay và các thứ các kiểu. Cái đó là hình như là những bạn nào mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh đấy, thì bên công ty đó thì có thể là hỗ trợ những cái thiết bị quay cho các bạn, cho các bạn mà mượn. Đấy, các bạn cho các bạn mượn để mà các bạn làm những cái video nó chất lượng hơn. Còn những bạn ở xa như mình ở tỉnh đồ thì có thể là bên công ty đó nó không có hỗ trợ được. Và ngoài ra nữa thì khi mà kênh YouTube của các bạn mà nó có vấn đề gì về bản quyền rồi đó, thì các bạn có thể là liên hệ đối với trực tiếp với network thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn nhanh hơn đó. Còn một cái nữa là hình như là tới những cái dịp lễ hay là gì đó thì có thể là bên net nó sẽ tặng quà cho các bạn, nó tặng áo hoặc là tặng cái gì đó, đồ cái ly hay là gì đó. Thì mình thấy có khá là nhiều kênh YouTube người ta tham gia net thì mỗi tháng hay là mỗi cái sự kiện gì đó thì nó sẽ tặng quà thêm cho các bạn. Và đó là những quyền lợi mà khi các bạn vào net thì các bạn được network nó hỗ trợ. Còn về cái mất mát của các bạn là gì? Là về cái thu nhập của các bạn thông qua việc chạy quảng cáo trên YouTube. Thì mỗi tháng các bạn phải ăn chia với network nha các bạn. Thì hôm qua cái anh đó có nói với mình đó là cái kênh YouTube của mình hiện tại á, là bên network nó sẽ ăn
là 46 nha các bạn, thì nó sẽ ăn mình 46. Thí dụ như một tháng mình nhận được 10 triệu thì bên network nó sẽ lấy 3 triệu, còn mình lấy 4 triệu còn mình nhận được 6 triệu. Ồ, mình thấy cái 46 này nó hơi là bị căng luôn các bạn, nó hơi bị là nhiều luôn á. Còn cái anh nó có nói thêm á là khi nào bản kênh của mình được khoảng 100.000 sub trở lên thì bên net nó sẽ ăn chia là 73, đó là mình nhận được 7, còn bên kia là bên network nó sẽ nhận 3. Rồi, và đó là những cái là quyền lợi của các bạn cũng như là những cái mất mát mà khi mà các bạn tham gia vào net. Còn khi mà các bạn chơi trực tiếp với Google luôn á thì các bạn là không có mất chi phí gì hết. Rồi một tháng, ví dụ một tháng các bạn làm được 100 đô thì các bạn nhận được 100 đô luôn chứ không mất mát một phần gì hết. Nhưng bù lại thì các bạn cũng không có được hỗ trợ nó nhanh lắm, và nếu như mà kênh của bạn nó có vấn đề gì đó thì các bạn phải liên hệ với Google. Mà Google thì mình thấy có nhiều người làm á thì Google nó hỗ trợ cũng không có được nhanh cho lắm, nó vẫn hỗ trợ nhưng mà nó không có được nhanh, thì cái này các bạn có thể suy nghĩ lại nha. Rồi và bây giờ mình có một cái lời khuyên cho những bạn nào mà đang chuẩn bị làm YouTube hoặc là đang làm YouTube mà muốn tham gia vào net á, thì thứ nhất á là nếu như mà cái kênh của bạn mà bạn là người mới làm YouTube chưa có rành gì lắm, hoặc là cái kênh của YouTube của các bạn mà nó chưa nhận được cái mã pin đó, chưa nhận được cái mã pin từ bên Google, các bạn nên tham gia vào net thì net nó sẽ hỗ trợ cho các bạn những cái phần đó. Đặc biệt là những bạn nào mà chưa có kinh nghiệm làm YouTube được nhiều á thì các bạn có thể tham gia vào net, và net nó sẽ hỗ trợ những cái kiến thức cho các bạn, cho các bạn làm YouTube nó sẽ an tâm hơn. Còn những bạn nào mà làm là thấy mình làm gọi là ok rồi, thấy mình làm nó an toàn rồi, nhận mã pin rồi, bật kiếm tiền rồi, đủ các thứ các kiểu, nhận được tiền từ bên ông Google luôn rồi, thì các bạn có thể là các bạn có thể không tham gia net. Các bạn có thể gọi là nhận doanh thu trực tiếp từ bên Google luôn, cái này cũng được. Thì nếu như mà theo cái truyền thống á, thì chỉ có bên người sáng tạo với bên ông Google là hợp tác với nhau thôi nha các bạn đó. Còn network á, là chỉ là một cái công ty trung gian, thì các bạn vào đó thì các bạn có được những quyền lợi nãy mình đã nói rồi, thì các bạn có thể suy nghĩ lại để mà tham gia vào net hay là không, thì tùy theo mỗi người thôi. Có người thì người ta tìm mọi cách để mà tham gia vào net hoặc cho bằng được, có người thì người ta không thích giống như mình trong thời điểm hiện tại, có người thì người ta không muốn vào net luôn. Rồi và đây là những cái quan điểm cá nhân của mình muốn chia sẻ cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và những bạn nào mà đang chuẩn bị làm YouTube hoặc là đang làm YouTube ở đó thì các bạn có thể tham khảo qua cái video này của mình. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và nếu như mà các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video cho các bạn xem nha. Thì video về Hunter là ngày mai, giống như đầu video nãy mình có nói á, là ngày mai mình sẽ làm một cái video là lọc ra những cái câu hỏi các bạn thường hay hỏi mình trong mỗi cái video với phần bình luận á, thì mình sẽ lọc ra và trả lời trong một cái video cho các bạn luôn. Thì trả lời như thế thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn, và cũng như là mình sẽ gọi là giải đáp được nhiều câu hỏi hơn cho các bạn nha. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.